Xin chào tất cả các bạn, hiện nay mình đang có mặt ở công viên Tao Đàn và bên cạnh chiếc máy bán hàng tự động này của Tech Bamboo, và mình sẽ phân tích cho các bạn biết tại sao bất kỳ dự án nào thì cái vai trò của VA luôn luôn là quan trọng. Rồi, để cho các bạn thấy thì mình sẽ tiến hành thử mua hàng bằng chiếc máy bán hàng này cho các bạn xem nha. Theo mình quan sát thì hiện nay ở trên đây có những cái sản phẩm nước lọc, nước suối, nước giải khát với giá là 10.000 đồng. Và bạn chỉ cần bỏ tiền vào đây là bạn có thể mua được ha. Thì ở đây mình đang có 20.000 và mình sẽ thử. Đó, chọn mã số 34. Ủa, trả tiền? Nó trả tiền? Không hiểu gì hết. Đây, ở đây bạn hãy thấy là vai trò của VA rất quan trọng nha. VA mà phân tích để trả ra cái mã code này á, là fail này nè. Cho các bạn coi lại mã code nè, coi nha. Chỗ này nói tiếng Việt mời bạn chọn mã số sản phẩm đúng không? Đây, nhập 34 vô. Rồi, normal van là gì? Abnormal slot Euro 4. À, Euro 4 là cái gì? Lỗi số 4 là lỗi gì? Rồi, người Việt sao mà hiểu? Người nước ngoài sao mà hiểu? Rồi nữa nè, nữa nè. Bạn hướng dẫn không để cho cái máy này mà để bên này rồi người ta mua hàng, người ta dầm vô đây rồi sao người ta biết? Hả? Thiết kế thì kỳ quá vậy? Không có user friendly gì hết. Vừa rồi các bạn có thể thấy là trong quá trình mình sử dụng á, mặc dù là mình gặp một cái lỗi rất là nghiêm trọng, đó là mình không thể nào thực hiện giao dịch mua nước á, nhưng mà không có một cái cách nào hết để mình báo cho cái nhà cung cấp để họ biết rằng cái máy của họ có vấn đề và đến đây sửa để họ có thể tiếp tục cho người ta mua hàng và kiếm tiền đó. Các bạn có thể thấy là có một cách cực kỳ dễ dàng chúng ta luyện tập kỹ năng VA mỗi ngày, đó chính là bạn hãy ra ngoài sử dụng những cái sản phẩm, những cái giải pháp công nghệ như thế này, phân tích xem là nếu mà bạn đứng vào trong vai trò của người dùng thực sự á, thì bạn sẽ sử dụng sản phẩm đó như thế nào, và trong những cái trường hợp sự cố thì chúng ta nên xử lý như thế nào. Chúc các bạn là VA tốt nha.